cho cá ăn chuồn huyết đông lạnh có ổn không? Các bạn thân mến, hiện nay ở trên thị trường thường có hai loại chuồn huyết. Loại đầu tiên là loại vỉ như thế này nè các bạn. Loại này được sản xuất từ Taiwan. Đây là tôi quay cho các bạn coi nè. Và loại này là 100g nha, được chia lẻ ra từng vỉ nhỏ như thế này. 24 vỉ nhỏ như thế này. Và rất thuận tiện cho các bạn sử dụng. Đầu tiên là đã chia nhỏ thế này cho thuận tiện cho các bạn bẻ từng viên ra. Thứ hai là trong quá trình chúng ta bảo quản á, là các bạn cho vô trong ngăn lạnh, ngăn đông của tủ lạnh á. Và cái thứ ba là sẽ rất thuận tiện cho các bạn, đặc biệt là mùa dịch như thế này hoặc là trong giai đoạn thời tiết thay đổi mùa mưa, các bạn đỡ phải đi lại nha. Loại này thì khá là ok. Loại thứ hai ở đây là loại ký là các bạn, một bịch như thế này nó là 200g. Và từng bịch như thế này phù hợp với các bạn chúng ta mà nuôi số lượng nhiều đó. Và cái việc các bạn sử dụng á, các bạn cũng có thể bẻ ra một cách dễ dàng. Đúng không nào? Nên hai cái á, nó đều chủ động cho các bạn. Nếu các bạn ở xa là một nè, hai là không phụ thuộc vào thời tiết nè. Tuy nhiên khi mà các bạn sử dụng những cái loại này á, các bạn cần lựa chọn những cái nguồn hàng mà họ đóng gói nó tươi nha. Đối với lại loại trùng như thế này, các bạn quan sát cái màu đỏ là màu tươi và nó là trùng mới. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn mua, cần mua ở những nơi mà họ bảo quản những cái loại này á, nó ở nhiệt độ nó bảo đảm. Khi các bạn rờ vô, khi ở trạng thái bảo quản tốt, nó cứng như đá nè. Nên là các bạn sử dụng nó vẫn là ok. Ngoài trừ các bạn sử dụng nguồn không ok thôi, chứ còn nếu mà nó ok, các bạn xài, tôi thấy xài vẫn bình thường và ở cửa hàng tôi cũng đang xài mà. Hiện nay một loại vỉ mà 100g như thế này thì cửa hàng đang bán lẻ là 22.000. Còn loại 200g như này thì là 30.000 rồi các bạn. Đây là các bạn sử dụng một cách đơn giản như thế này, bẻ nó giống như là vỉ thuốc tây đó các bạn. Các bạn bẻ nè, thả vô. Đó, thấy chưa? Wow, nó ăn giống như là kiểu lâu lắm rồi chưa được ăn bao giờ. Đó các bạn. Trời ơi trời. Thả một viên vô và xíu nó bơi là không thấy được. Tầm 10 giây là hết nguyên vị nó rồi. Đây. Không sợ gì hết, chỉ sợ không có cho nó ăn thôi nha các bạn. Đó, cho nên nhắc lại là việc lợi ích của nó thì các bạn cũng thấy rồi, nó thuận tiện. Nhưng mà việc là các bạn lựa chọn những cái nơi cung cấp cho nó bảo đảm chất lượng, đó là một điều quan trọng và quyết định đến cái sức khỏe của con cá nha. Còn trùng này họ đã xử lý rồi, nên nhớ rằng mua các cái loại trùng mà cái màu nó còn đỏ tươi như thế này, để tránh cho việc thực phẩm cho cá này mà nó không có chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe cá, và các bạn phải xử lý các vấn đề tiêu hóa của cá nữa nha. Chúc các bạn thành công.